Đây cô chú ơi, chay bây giờ như chim bay vậy đó. Chay vừa ở bà cố hôm qua, bây giờ hiện tại bây giờ là chay đang ở trên nhà bà ngoại Sáu ở Bình Dương đó, vừa lên tới luôn. Công việc thời gian gấp rút quá nên là di chuyển liên tục cô chú ơi, không có thời gian. Ủa gì Minh Sành ơi, cái này là đồ chơi của con gái mà. Ừ, đồ chơi con gái mà. Hai anh em cùng chia sẻ nhau ra chơi chứ không được giành. Ok. Nhớ Quỳnh còn đồ chơi không? Nhớ Quỳnh con còn đồ chơi không? Đó, chay vừa vô là cây là chị Quỳnh lấy đồ chơi cho chay chơi liền. Để bà Sáu ngủ đi bà Sáu. Ờ, ghế ngồi đó con, ghế đó màu gì á? Ghế đó màu gì? Nộ, ghế đó màu gì? Ờ. Purple, đúng rồi. Pink, đúng rồi. Ngồi đúng rồi, sắp ghế vô đi con. À, chay bây giờ là chay chơi lấy xe nè cô chú nè. Ở đây xe có siêu xe lái nè, thấy chưa? Rồi. Chay con có nhớ cái xe con không? Đừng có bấm, đừng có dậm ga con, đừng có dậm ga nữa con. À. Rồi, chạy thẳng đi, chạy thẳng. Dậm ga. Cái đó là sụp lùi rồi. Sụp lùi rồi. Rồi chạy đi. Chạy đi, hai đứa chạy đi. Hai cho kẹo ăn đã ta. Wow. Rồi sụp lùi. Ôi, Giang Hồ Michigan. Giang Hồ Michigan chuẩn bị trở lại Michigan nè cô chú ơi. Rời xa cuộc sống Việt Nam, Giang Hồ chuẩn bị bước về cuộc sống Michigan. Wow. Quá, hai gần 2 tháng mấy ăn chơi quá xá Việt Nam luôn. Vượt hai mẹ con mình đi qua biết bao nhiêu sóng gió hả chay hả? Từ hả những đêm chay bị ghẻ rồi nổi mục rồi chay khóc rồi mẹ gãi rồi ôi cha ơi. Hai mẹ con mình đi qua biết bao nhiêu sóng gió. Nhưng cuối cùng hai mẹ con mình cũng nắm tay nhau đi về Mỹ hả chay. Chơi cái chuyến đi này mới là chuyến đi. Để tôi làm, tôi đang nói cái tôi quên tôi đang nói gì luôn. Tầm. Cái đó là bấm lùi rồi con. Đó, đi thẳng lên. À, giữ chân. Rùi rùi á con rùi chứ không phải ghi ghê. Rùi. Ủa đâu này, có nhạc nữa. Nhảy đi. Thôi tắt nhạc đi chơi ơi. À cái đó con rùi đó, con đập rùi á hả? Đó đem làm nãy tôi đâu nói gì giờ tôi quên mất tiêu rồi. Ừ, nói chung là đó, hai mẹ con vượt bao nhiêu sóng gió con dắt tay nhau đi về Mỹ. Trời ơi, nghĩ tới cái ngày đó là tôi nói thiệt rất rất là vất vả. À, khi mà đi mà có ba chay nó đã vất vả rồi, mà khi mà có một mình mẹ mà phải đẩy chay rồi này kia khác nọ, chay lên hy vọng chay sẽ ngoan ngoãn ở trên máy bay, đặt đâu ngồi đó chứ không may là cực dữ lắm, cực bay cỡ 24 tiếng đồng hồ mệt. Đó. Ủa làm gì tự nhiên chung xuống dưới làm gì đồng hồ kia chưa? Chân chơi không sợ mưa rơi là đây nè cô chú, nào cũng sáp vô được hết đó. Lăn lộn ra đời, lăn lộn với xã hội là chay đó cô chú. Bởi vậy có mấy bạn comment trong video nói là bây giờ tại sao biết cái tính con trai của chay là nó từ đâu mà có, từ do mẹ chay đó chứ ba chay dịu dàng lắm cô chú. Ba chay với mẹ chay là cái tính trái ngược nhau, ba rất là dịu dàng và thì mị. Nhẹ nhàng từ tốn. Bởi chị
Bởi vậy có hồi bữa có một cái comment này nè, comment ghi vô là ba chay là nhà giống như đàn bà vậy đó. Cái Ngọc mới comment vô lại, Ngọc nói thì bởi vậy vợ của ba chay mới là giống như đàn ông. Vui không, vui không? Vui chay? Vui không? Mày xuống cốt coi, xuống cốt coi. Đó, lên lục đằng pin phá đó. Đi ra đây, đi ra đây. Ra đây, ra đây. Rồi, đi mẹ ra cầm ra nha. Đi, đi mẹ cầm ra nha, đi. Nô, ngồi đây hả? Đi rồi. Hả? Sao? Kẹo hả? Đây đây, đây mẹ Ngọc lấy cho. Đây mẹ Ngọc quả ra cho. Để ba, Ngọc ba biết mà. Cái này đâu phải kẹo đâu. Cô biết cái này là cái gì không? Kẹo thuốc. Đúng, kẹo thuốc. À, kẹo thuốc. Cái này gọi là gummy bear. Kẹo thuốc. Kẹo thuốc. Cây ăn không? Đây, đây. Chào cô chú đi. Cô nói cô. Chào chú. Đó. Cô nói cô chú khỏe không? Cô chú khỏe không? Con để cho ba chay nói thử cho cô chú nghe coi bên sân. Cô chú có khỏe. Chay nói đi chay. Cô chú khỏe không? Cô chú có khỏe không? Dạ, cô chú. Đúng rồi, chào cô chú. Giỏi quá. Chào cô chú ông bà. Trời ơi, giỏi dữ sợ không? Chào cô chú ông bà nữa. Đứa nào ăn kẹo giơ tay lên. Dạ. Chay có biết giơ tay lên là gì không? Giơ tay lên. Rồi, đứa nào muốn ăn kẹo che mặt lại. Che mặt lại làm sao? Che mặt lại làm sao? Trời ơi. Che mặt lại làm sao? Che mặt lại làm sao? Lấy tay che mặt lại. Đúng rồi. Đứa nào muốn ăn kẹo đá lông nheo. Đá lông nheo làm sao? Có biết đá lông nheo không? Chi. Chi. Rồi chi coi 1 2 3. Đứa nào muốn ăn kẹo? À, sao ta? Đứa nào muốn ăn kẹo? Nhắc ba coi, nhắc ba coi, nhắc ba làm sao? Nhắc ma, cái nhìn như nhắc ma coi, nhìn như nhắc ma. Ừ, nhắc ma vậy hả? Ủa, nhắc ma vậy hả? Ừ. Nhắc ma sao? Đứa nào muốn ăn kẹo nhắc ma coi. Cô nói cái gì vậy? Cô nói là thuốc lá. Thuốc lá. Có hại. Hại. Cho. Thuốc. Sức khỏe. Sức khỏe. Từ nào ăn không? Ăn kẹo không? Rồi ngồi xuống đàng hoàng. Con dạ mẹ đi. Dạ mẹ. Dạ mẹ. I love you. I love you. Đúng rồi. Con đếm từ 1 tới 10 cho mẹ coi coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ để cho một mình chay đếm đi, một mình chay đếm đi. 1 đếm 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ chị muốn ăn kẹo không? Mẹ mở kẹo cho chay ăn nha. Mẹ mở đi, mẹ mở coi. Dạ mẹ đi. Nhìn vô đây, dạ mẹ. Dạ mẹ đi. Dạ mẹ. I love you. I love you. I miss you. I miss you. Hai con. Anh hai anh làm gì chay? Rồi bây giờ là mẹ Ngọc cho mỗi đứa một cục nha. Chưa, ngồi im đàng hoàng. Rồi cho Nhã Quỳnh một cục. Nhã Quỳnh một cục. Cho con một cục nè, cô cho con một cục nè. Không có gì. Con mấy tuổi? Dạ con 5 tuổi. Đúng rồi, con mấy tuổi? Con 5 tuổi. Đúng rồi, năm cái kẹo này nè. Đây rồi, để mẹ giải thích cho nghe, cái kẹo này từ 4 tuổi mới được trở lên mới được ăn, còn mấy đứa nít là không được ăn. Nên là có a có ứng. Có đau khổ đau đớn thì cũng như không thôi. Rồi con nói mami. Cho con kẹo. Đó, chơi vô đây cho mát nha. Baby shark tu 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 tu, mommy shark tu 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 tu, daddy shark. Có cái gì á? Cái đó cái gì á? Thuốc hả? Con có muốn thuốc không? Muốn thuốc không? Muốn mẹ mở giùm không? Để đây mẹ giúp cho. Hả? Để đây mẹ giúp cho. Ai. Ăn đi, ăn cơm đi con.
ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Kẹo đâu? Kẹo của con mới về ăn phải không? Thấy chưa, biết ngay mà. Thấy chưa? Nó giỡn với tôi sao? Vẽ không? Vẽ không? Mày lấy tập cho con vẽ nha. Lấy tập cho chị vẽ nha. Để mày mượn chị Hai Gia Hân tập để vẽ nha. Lấy tập vẽ nha. Con nói mẹ ơi. Vẽ. Sit down hả? Đó. Mày coi chị Hai có tập không? Lấy tập vẽ nha. Rồi. Bus đi. ABC dễ dễ ABC đi FG đi. Ký tên tôi ABC E G H I J K L M N O O gì Q R S T U không trả lời luôn. W chạy. Trời ơi, con người ta mà chơi là chơi, mà mỗi khi mà chờ học một cái là người ta chăm chỉ, người ta không hề đá động gì tới ai hết. Rớt rồi hả? Con nói mẹ. Má mẹ ơi. Lụm giùm con. Please. Rớt rồi nữa chứ, còn nói rớt rồi nữa chứ. Con nói đi. Cây viết. Đúng rồi. Cây viết này màu gì vậy? Đâu phải pink, ờ cũng giống pink nhưng mà nó là red. Đúng rồi. Nó nói à, Ngọc hỏi cái bức viết này màu gì, nó nói màu hồng. Rồi chắc nó giống màu hồng. Chứ đâu phải màu hồng đúng không? Bút đỏ. Hết mực hả? Con nói đi, hết mực rồi. Cây này mong mốt nói tiếng Việt chắc không nói tiếng miền Nam luôn á. Hết rồi. Tới rồi. Đây đây mày làm cho, mày sửa cho. 1 2 3. Rồi. Viết bằng tay gì? Tay nào? Chưa ra luôn hả? Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Sửa giùm con. Không ra hả? Mẹ ơi. Mẹ. Sửa giùm con. Sửa cho mình. Please. Con nói cây viết. Màu đỏ. Dạ. Ông ngoại kêu kìa. Dạ.